Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm pH Balance. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về pH balance cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của pH Balance Lactic Acid 167mg Sodium Lactate 50mg Macrogon 1500 Macrogon 6000 Công dụng và chỉ định Cân bằng pH và trung hòa mùi khó chịu ở vùng kín giúp phục hồi và duy trì độ axit tự nhiên, thúc đẩy các lợi khuẩn phát triển. Điều trị viêm nhiễm vùng kín do vi khuẩn, viêm không rõ nguyên nhân, viêm mãn tính hoặc tái phát. Phục hồi và cân bằng pH tự nhiên vùng kín. Giảm tiết dịch bất thường, mùi khó chịu từ vùng kín. Cách dùng Dùng đặt phụ khoa Liều dùng Mỗi ngày đặt một viên vào vùng kín buổi tối trước khi đi ngủ liệu trình từ 5 đến 7 ngày. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm PH Balance, đồng thời biết cách sử dụng PH Balance, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.